đặc biệt con ca sĩ là bán bơ dầm ngon nhất ca lấy nha bà con, ăn là nghiện nha bà con. Không biết được những trình là như vậy mà chị được luôn rồi. Bán bơ dầm ở trong khu QT Marketplace bà con, mua 2 tặng 1 quá bà con, bơ dầm ăn bảo đảm là nghiện. Ở trong QT Marketplace ở trên đường Garden Grove góc Rockhurst and Gilbert. Bán bơ dầm ăn ngon lắm bà con, mua 2 tặng 1 bà con. Cô bé này bán bơ dầm ngon số 1 coi đây, bảo đảm, em dám bảo đảm. Con đường xưa em đi vàng đầy mắng thật, còn dặn tay đêm ngồi chân chung vi vì mưa gió ẩm thì chờ ngày mưa. Có nhà nhiều đôi mi ngóng theo đường vắng quê, hồi còn ai cũ chi. Em ơi nhìn gió lên lên chẳng yêu mình, hãy cứ chờ đó, chẳng mơ, chỉ chờ anh.
Xin chào tạm biệt. Ông Hồng ơi, tôi ghen đó ông Hồng ơi.